Hi. Mình chào cô chú anh chị và bạn đến kênh Minh trong miền Tây Hoặc Sáng Tạo nha. Thì hôm dài mình cũng lưu bu công việc nên mình không có quay chia sẻ về lát gạch na nền nha. Thì hôm nay mình sẽ quay lại lát gạch nền cho cô chú anh chị và bạn xem để góp ý kiến nhờ kia coi kỹ thuật của mình làm như thế nào. Thì cái này là mình đã cán rồi, thì đã tưới nước mình đã tưới nước giữ độ ẩm xong rồi mình bắp ke lại và dùng máy laser để dán lên 1,5 nha, vừa gạch vừa hồ luôn là 1,5 cho nó đồng đều. Rồi mình mời cô chú chị các bạn xem video của mình nha.
Thank you.